Bắt đầu từ một bản di chúc quái dị, các thành viên trong một gia tộc lớn dần dần bị sát hại theo những cách thức dã man. Không ai ngờ rằng đằng sau những cái chết đó là một trò đùa chớ trêu của định mệnh. Tuy vậy thì cuối cùng vẫn có một người đủ khả năng để làm sáng tỏ vụ án kinh hoàng này. Không ai khác, đó chính là thám tử Kindaichi Kosuke. Và đây là vụ án mạng tại gia tộc Inugami. Mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của cụ Sahe, người đã một tay tạo dựng nên sự thành công của gia tộc Inugami. Tất cả con cháu trong nhà chờ đợi bản di chúc thừa kế của ông. Nhưng luật sư bảo rằng chỉ khi có đủ mặt tất cả các thành viên thì mới có thể thông báo. Luật sư vừa nói xong thì ông cụ cũng chút hơi thở cuối cùng. 7 tháng sau, Kindaichi Kosuke đã có mặt tại vùng đất này. Anh hỏi một cô gái ven đường địa chỉ một quán trọ, vừa hay cô ấy cũng là phục vụ của quán. Trong phòng của Kindaichi có quang cảnh rất đẹp, có thể nhìn ra được bờ hồ với những dãy núi xung quanh. Tại văn phòng luật sư, cậu trợ lý đã nhận được cuộc gọi của Kindaichi và sẽ đến sau 30 phút nữa. Có vẻ Kindaichi đến nơi này theo lời mời của cậu trợ lý. Từ căn phòng của Kindaichi nhìn ra có thể thấy dinh thự của tộc Inugami. Tất cả người dân vùng này đều được phát triển dưới sự bảo hộ của công ty dược phẩm Inugami. Vì thế mà ai cũng quý ông cụ vừa qua đời. Kindaichi có để ý một cô gái vừa từ dinh thự chèo thuyền ra sông. Cô gái này tuy không phải người trong gia tộc, nhưng lại là con cháu của người đã từng bảo hộ cho ông cụ. Vì thế mà được ông xem như con cháu trong nhà và cho ở trong dinh thự. Nghe cô phục vụ bảo rằng cô này rất xinh đẹp, Kindaichi liền lấy ống nhòm ra xem thử. Đúng lúc cô gái đang cầu cứu, Kindaichi liền chạy nhanh xuống bờ sông, chèo thuyền ra để cứu cô gái, với vận tốc như một chiếc cano. Cùng lúc, ở phía dinh thự cũng có một người nhảy xuống để bơi lại chỗ cô gái. Đó là người hầu riêng của cô. Cả hai tới đúng lúc con thuyền sắp chìm xuống. Có một ai đó đã đục lỗ con thuyền nhằm hại cô gái. Khi Kindaichi về chỗ trọ thì người trợ lý cũng đã đến và chờ anh trong phòng. Tuy vậy thì khi bước vào lại không có ai. Trên bàn thì còn một mẩu thuốc đang cháy dở. Anh trợ lý luật sư đã chết ở phía cuối hành lang. Ông luật sư đã tới đồn cảnh sát để tìm gặp Kindaichi. Anh trợ lý đã viết thư mời Kindaichi đến đây, đồng thời gửi kèm quyển sách về quá trình phát triển của gia tộc Inugami. Vì anh lo rằng sẽ có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy đến với gia tộc này, một cuộc chiến đẫm máu. Nhưng tại sao anh trợ lý lại biết chuyện này? Ông luật sư cho rằng anh ta đã lén đọc di chúc của ông cụ được giữ ở văn phòng luật sư. Thanh tra nói rằng sau khi khám nghiệm họ đã phát hiện chất độc nằm ở trong phổi của nạn nhân. Nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc lần này, ông luật sư đã thay mặt cậu trợ lý để thuê Kindaichi điều tra vụ án. Lý do mà lúc ông cụ qua đời, luật sư không đọc di chúc là bởi vì sự vắng mặt của một người cháu đang đi lính, con trai của người con gái đầu tiên của cụ. Ta hay gọi anh này là cậu một. Ông luật sư nghe nói cậu một đã về nước và được mẹ tới đón, nhưng nửa năm rồi chưa thấy họ quay về dinh thự. Ta được biết thêm về ông cụ. Ông có 3 người vợ, nhưng không cưới bà nào. Mỗi người vợ lại sinh ra một người con gái. Từ giờ mỗi người con gái chúng ta sẽ gọi là bà một, bà hai, bà ba nha. Như đã nói, bà một sinh ra cậu một và hiện chưa trở về dinh thự. Bà hai có 2 người con là cậu hai và cô hai. Bà ba cũng có 1 cậu con trai là cậu ba. Tối hôm đó, cuối cùng bà một và cậu một cũng về. Tuy vậy lại gây ra một nỗi khiếp sợ cho cả gia tộc, khi cậu một lại dùng một mảnh vải đen chùm kín mặt, chỉ chừa ra 2 con mắt. Vậy là cả gia tộc đã tề tụ đông đủ, đã đến lúc đọc di chúc. Trên bàn có 3 món bảo vật của gia tộc: hoa cúc, đàn cô tô và rượu. Đây cũng chính là dấu hiệu cho những vụ thảm sát về sau. Kindaichi may mắn được luật sư mời tham gia. Trước khi bắt đầu đọc di chúc, luật sư muốn nhìn mặt của cậu một để xác nhận đây có thật sự là cậu hay không. Tuy bà một phản đối nhưng những người còn lại rất quyết liệt, cho nên cậu một đành tháo ra. Đằng sau lớp vải đen còn một cái mặt nạ khác, và sau lớp mặt nạ đó là một khuôn mặt dị dạng. Cậu một đã bị thương nặng trong chiến trận. Vậy là luật sư đành miễn cưỡng đọc di chúc. Đầu tiên, tất cả tài sản của nhà Inugami và 3 món bảo vật rìu, đàn, cúc đều được giao cho cô cháu gái nuôi dưới một vài điều kiện. Thứ hai, cô cháu gái nuôi phải cưới 1 trong 3 người cháu trai của cụ. Cô có thể chọn người phù hợp cho mình. Nếu cô không cưới ai thì sẽ mất hết tài sản thừa kế. Thứ ba, nếu không có cậu nào muốn cưới cô cháu nuôi, hoặc nếu cô chết thì cả 3 sẽ mất quyền thừa kế và cô cháu nuôi có thể cưới bất cứ ai cô muốn. Thứ tư, một khi cô cháu nuôi mất hết tài sản thừa kế, thì gia sản sẽ chia làm 5 phần. 3 cậu thì mỗi người 1 phần, còn 2 phần còn lại sẽ được giao cho đứa con trai ngoài giá thú của cụ. Thứ năm, nếu cả cô cháu gái nuôi và 3 cậu đều chết, toàn bộ gia sản sẽ được cậu con trai Lạc Loài kế thừa.
Mọi người đều bất bình trước bản di chúc này, đặc biệt là bà Một, vì trong di chúc không nhắc gì đến cả ba bà, những người con gái của cụ. Trầm cảm nhất thì chắc là cô Hai, vì bản thân cô cũng là cháu của cụ mà cũng chả được chắc tới. Bà Hai và bà Ba bắt đầu tính đến việc kêu gọi con trai mình gạ gẫm cô cháu gái nuôi, vì cơ bản thì cậu Một đã bị hủy dung, nên có thể coi như là bích cửa rồi. Ngày hôm sau, cậu Hai và cậu Ba đã mời luật sư cũng như Kim Dai-chi đến đền Shinto, vì những người trước khi đi lính sẽ lên đây và để lại dấu tay. Họ định dùng cái này để đối chiếu với cậu Một, xác nhận xem đó có thật sự là anh hay không. Ở sân vườn nhà Inugami, có 5 bức tượng lớn đại diện cho một vở kịch. Lúc này, cậu Một đang đi dạo trong sân, cô cháu gái đã đến nhờ anh sửa chiếc đồng hồ. Cậu Một cầm chiếc đồng hồ nhưng nhanh chóng trả lại rồi bỏ đi. Tối đó, có một người đàn ông che kính mặt thuê trọ trong thị trấn. Còn bên nhà Inugami vẫn đang thuyết phục cậu Một lấy dấu vân tay, nhưng bà Một nhất mực từ chối. Sau khi thuê trọ thì người đàn ông bí ẩn đã bỏ ra ngoài để làm việc gì đó. Có vẻ nỗi lo sợ của anh trợ lý đã trở thành sự thật. Sáng hôm sau, một người trong gia tộc Inugami đã chết. Kim Dai-chi nhanh chóng chạy đến hiện trường. Đó là khu vườn hoa cúc, nhưng bức tượng cuối cùng lại khiến anh sợ hãi, vì ở đó là đầu của cậu Hai. Người đầu tiên phát hiện là người hầu của cô cháu. Tuy vậy, cái vườn không phải là hiện trường của vụ án, mà là ở phía đài quan sát hướng ra sông. Nơi này có dấu hiệu xô xát và vệt máu kéo dài ra thành tường. Thanh tra cho rằng hung thủ đã chặt đầu nạn nhân xong kéo quăng xác xuống hồ. Kim Dai-chi tìm thấy một cái cài áo gần đó là của cô cháu nuôi. Cùng lúc thì bà Một đã chấp nhận cho cậu Một đối chiếu dấu vân tay vì sợ rằng mọi người sẽ nghi ngờ cậu Một là hung thủ. Thanh tra tìm đến cô cháu nuôi để hỏi về cái cài áo. Có vẻ cô là người cuối cùng nhìn thấy cậu Hai. Tối qua, sau khi bị bà Một từ chối đối chiếu vân tay, thì cô đã hẹn cậu để đưa cái đồng hồ dính dấu vân tay của cậu Một để cậu Hai mang đi xác nhận. Nhưng sau đó cô bị cậu Hai gạ gẫm nên làm rơi cài áo. Cũng may mà người hầu đến kịp để giải cứu. Sau đó hai người đã bỏ mặc cậu Hai mà rời đi. Một con thuyền dính đầy máu và một con dao đã được tìm thấy. Chắc chắn đó là con thuyền chở xác nạn nhân. Con thuyền của gia huy của nhà Inugami. Mà người hầu của cô cháu nuôi lại là người quản lý thuyền. Nên thanh tra đang nghi ngờ cô cháu và người hầu là hung thủ. Phía nhà trọ cũng nhanh chóng báo cảnh sát về người đàn ông chùm kính mặt và hành tung bí ẩn của hắn ta vào tối qua. Hiện tại chúng ta đang có hai nhân vật che kính mặt. Ở phía nhà Inugami đã có kết quả của dấu vân tay, hoàn toàn trùng khớp, chứng tỏ người đeo mặt nạ lúc này thật sự là cậu Một. Tối đó, tang lễ cậu Hai diễn ra, cô Hai đã hẹn cô cháu nuôi ra một chỗ riêng để nói chuyện. Cô Hai đã mang thai đứa con của cậu Ba, nên muốn cô cháu gái đừng lấy anh ta. Xong thì cô cháu nuôi cũng bỏ về phòng, nhưng gã bịt mặt lại đang lục tìm thứ gì đó ở bên trong. Gã đẩy ngã cô cháu nuôi rồi chạy trốn. Cậu Một chạy ra trước, mọi người đuổi theo sau, nhưng mà đã mất dấu gã bịt mặt. Còn cậu Một thì bị gã đánh bất tỉnh, văng cả cái mặt nạ ra. Ít lâu sau, xác của cậu Hai nổi lên mặt nước. Khám nghiệm cho thấy anh ta bị đâm bằng kéo dẫn đến tử vong, sau đó mới bị chặt đầu bằng dao. Điều này khiến Kim Dai-chi thắc mắc, hung thủ rảnh đến mức mang theo hai hung khí để mà gây án hay sao? Cô cháu nuôi lại ra giữa sông nằm hóng gió. Thì cậu Ba lái một chiếc du thuyền đến, nói rằng Hanh Cha và Kim Dai-chi có chuyện cần tìm gặp cô, lên du thuyền về cho lẹ. Tuy vậy thì khi cô vừa bước lên đã bị gã ập thuốc mê ngay lập tức. Cậu Ba đưa cô đến một ngôi nhà hoang để giở trò đồi bại. Tuy vậy thì đã bị gã che mặt bắt gặp và tẩn cho một trận. May mắn làm sao mà có một vị giáo sư là khách quen ở quán trọ nơi Kim Dai-chi ở, nên anh đã nhờ cô phục vụ làm một số việc. Kim Dai-chi đã khám phá ra bí mật giúp dược phẩm Inugami phát đạt, một phần đó là nhờ kinh doanh hút phiện. Cùng lúc thì người hầu được gã che mặt điện để nhờ qua nhà hoang đón cô cháu nuôi. Cô giúp việc đã hoàn thành nhiệm vụ, bị giáo sư đã phân tích và cho biết trong thuốc lá có tổng hợp nhiều loại thảo mộc như á phiện, tạo ra một chất độc chết người. Đã hơn một ngày mà không ai thấy cậu Ba, mọi người bắt đầu lo lắng. Cô Hai đã thử lên gác mái để tìm kiếm và phát hiện ra xác của cậu Ba ở trên nóc nhà. Thanh tra xác nhận nóc nhà không phải là hiện trường gây án, hung thủ lại một lần nữa di chuyển xác chết sang nơi khác. Nguyên nhân cái chết là bị một sợi dây bự xiết cổ, sau đó cổ nạn nhân được quấn lại bằng dây đàn. Các bà mẹ bắt đầu lo sợ. Đầu cậu Hai thì đặt ở vườn cúc, cậu Ba thì bị dây đàn quấn cổ. Họ cho rằng đây là lời nguyền của rìu đàn cúc. Bắt nguồn của lời nguyền là như thế này. Cả ba bà đều có mẹ khác nhau. Tuy vậy thì mẹ của ba bà không ai được làm vợ chính thức của ông cụ. Họ chỉ như một món đồ chơi để phục vụ tình dục cho ông. Tuy vậy thì sau này, ông cụ lại qua lại với một người phụ nữ còn nhỏ tuổi hơn cả ba bà. Người phụ nữ đó đã sinh ra một đứa con trai và ông cụ quyết định giao ba món bảo vật cho hai mẹ con họ. Quá phẫn nộ, ba bà đã đến ngôi làng nơi người phụ nữ này ở, tra tấn cô và đứa bé để lấy lại ba món bảo vật.
Người phụ nữ đó đã ôm lấy con mình và nguyền rủa cả ba bà, lời nguyền của Rìu, Đàn, Cúc. Theo tìm hiểu của luật sư thì người phụ nữ đó sau này đã về quê sinh sống và qua đời vì bệnh tật ít lâu sau. Còn người con trai thì khi lớn lên đã đi lính, từ đó không còn thông tin gì nữa. Thanh tra cho rằng người chùm kính mặt chính là đứa con trai ngoài giá thú của ông cụ quay về để trả thù. Còn Kindaichi thì lại lên chùa để tìm hiểu về nguồn gốc của ba món bảo vật. Đây từng là bảo vật của đền Shinto, người chủ cũ của ngôi đền này ngày xưa đã cưu mang ông cụ. Vì thế khi ông thành lập công ty dược phẩm Inugami, chủ đền đã tặng cho ông ba món bảo vật này, xem như là quà cầu may. Kindaichi tiếp tục đào sâu vào quá khứ của ông cụ. Một bí mật kinh khủng đã được hé lộ. Mặc dù chủ đền ngày xưa có vợ, nhưng ông lại không thích phụ nữ. Và đã có một khoảng thời gian mà ông cụ với chủ đền có quan hệ đồng tính với nhau. Tuy vậy thì về sau, ông cụ lại nảy sinh tình cảm với vợ của chủ đền. Và như một cách bù đắp cho người vợ của mình, chủ đền đã cho phép hai người qua lại với nhau. Ông cụ và người vợ của chủ đền đã có với nhau một đứa con. Và đứa con đó sau này là mẹ của cô cháu gái nuôi, nghĩa là cô ta thực chất là cháu ruột của ông cụ. Đó là lý do mà ông cụ luôn chăm lo cho cô cháu gái và giao hết gia sản cho cô. Tối đó, bà Một thuyết phục cô cháu gái lấy cậu Một, thì tại bây giờ còn mỗi cậu thôi mà, chết hết rồi còn đâu. Nhưng cô cháu gái từ chối, vì cô khẳng định người đàn ông này không phải là cậu Một. Thấy cái kèo không thơm, tối đó gã đeo mặt nạ đã thú nhận với bà Một rằng gã chính là đứa con hoang của ông cụ. Mẹ của gã qua đời khi gã vừa lên chín, đến tận khi chết bà vẫn nguyền rủa ba bà. Lòng oán hận đó đã truyền sang cho gã. Quả là một sự trùng hợp khi gã và cậu Một gặp nhau trên chiến trận. Cuối cùng lại chia ra, quân đoàn của cậu Một gần như bị triệt hạ, còn gã thì mất đi khuôn mặt của mình. Vì thế mà gã đánh liều trở về và giả dạng thành cậu Một. Ngày hôm sau, một cái xác xuất hiện tại bờ sông, đầu cắm xuống đất, còn hai chân chĩa lên trời. Người phát hiện cái xác là cô hai, giờ đây đã phát điên. Khi cảnh sát vớt xác lên, đó chính là gã con rơi, đầu thì bị bổ bằng rìu. Tất nhiên mọi người vẫn cho rằng đó là cậu Một. Lời nguyền Rìu, Đàn, Cúc đã hoàn thành. Nhưng Kindaichi lại kêu thanh tra đối chiếu dấu vân tay của cậu Một với cái xác, tất nhiên là không trùng khớp. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, có vẻ Kindaichi cũng đã đoán ra được chân tướng của cái xác. Thanh tra lại một lần nữa mạnh dạn suy đoán hung thủ là cậu Một. Lúc này gã che mặt đã xuất hiện trước cửa phòng cô cháu gái. Gã tháo khăn che mặt, đúng thật là cậu Một. Gã chào tạm biệt cô cháu gái rồi bỏ đi, nhưng cuối cùng cũng bị người hầu và cảnh sát bắt lại. Thanh tra nói gì cậu cũng nhận, nhưng Kindaichi biết rằng không phải là như vậy. Bởi vì ngoài ba cái chết của gia tộc Inugami, còn một người chết khác là anh trợ lý luật sư. Nhưng thời điểm này cậu Một vẫn chưa về, nên không thể nào là hung thủ được. Cậu Một đọc được tờ báo nói rằng bản thân đã về tới gia tộc Inugami, nên cậu mới nhanh chóng về để trao đổi thân phận với kẻ giả mạo. Để tránh gây chú ý nên cậu mới phải che kín mặt. Sau đó cậu đã tới dinh thự, cãi nhau với gã con hoang, thì một chuyện kinh hoàng đã diễn ra. Cả hai đã nhìn thấy hung thủ giết cậu hai. Vì thế mà bây giờ, cậu đang nhận tội thay cho hung thủ, bởi vì kẻ đó chính là mẹ của cậu Một. Kindaichi đã đến kể cho bà nghe việc cậu Một đã bị bắt và là nghi phạm chính của vụ án. Chính bà là người thuê trợ lý luật sư đọc trộm di chúc. Tuy rằng đã mua chuộc anh, nhưng sau khi đọc trộm thì thấy rằng bản di chúc quá kinh hoàng, cho nên là anh đã thuê thám tử. Vì thế mà bà đã bỏ độc vào thuốc lá và giết chết trợ lý luật sư. Bà cũng là người giết cậu hai. Nhưng không ngờ đêm đó, con trai mình đã nhìn thấy tất cả. Gã con rơi cũng lấy đó để đe dọa cậu Một phải làm theo mọi điều hắn nói, nếu không gã sẽ tố giác mẹ cậu. Thế là cậu đã trở thành đồng phạm xử lý cái xác cùng với gã. Cái việc phỏng theo lời nguyền Rìu, Đàn, Cúc cũng là do gã con rơi bày ra. Thật trớ trêu khi chính hung thủ lại không biết người đồng phạm giấu xác của mình là ai. Bởi vì bà nghĩ rằng cậu Một đã bị hủy dung, nên bà đã giết cậu hai và cậu ba để con mình là lựa chọn duy nhất. Kindaichi giải thích về vụ giấu vân tay. Sau khi phi tang xác của cậu hai, gã con rơi đã đổi vai với cậu Một, để sáng hôm sau cậu lấy dấu vân tay thay cho gã. Tối đó họ lại đổi cho nhau, vụ cậu ba cũng như vậy. Sau khi bị đánh bầm dập, cậu ba đã về nhà, nhưng bị bà Một đi từ đằng sau xiết cổ. Thế là cậu Một và gã con rơi lại phải lôi xác lên nóc nhà, rồi chồng dây đàn vào cổ. Và vụ án cuối cùng, khi gã con rơi thú nhận với bà, thì bà cầm cái rìu mà bổ luôn vào đầu gã. Thêm một việc nữa, người đột nhập vào phòng cô cháu gái chính là gã con rơi. Vì gã nghĩ rằng cô giữ cái đồng hồ có chứa dấu vân tay của gã. Nếu cảnh sát có được cái đồng hồ thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Xui xẻo làm sao, bà Một chính là người giữ cái đồng hồ khi nó rơi ra khỏi xác cậu hai. Bà Một hỏi rằng liệu con mình có phải vào tù không? Tất nhiên là có, nhưng xét tình tiết vụ án có thể cậu sẽ được giảm tội. Nghe vậy thì bà liền hỏi cô cháu gái rằng liệu cô có đợi cậu Một ra tù được hay không. Cô cháu gái đồng ý. Thế là bà cũng yên lòng mà ra đi.
bà đã hút thứ thuốc bà từng dùng để giết anh trợ lý luật sư. Vậy là vụ án ở gia tộc Inugami đã chính thức khép lại. Phá giải xong vụ án này cũng là lúc Kindaichi rời đi. Hanh cha, cô phục vụ ở nhà trọ và cô cháu gái tính đến để chào tạm biệt. Nhưng Kindaichi đã nhanh chóng chạy ra nhà ga và đi mất. Gia tộc Inugami được ra mắt vào năm 1976, là phim điện ảnh đầu tiên trong chuỗi 6 bộ phim về các vụ án của thám tử Kindaichi Kosuke do Kon Ichikawa làm đạo diễn cùng với diễn viên Koji Ishizaka vai thám tử Kindaichi. Sau khi ra mắt bộ phim thứ 5 là Ngôi nhà treo trên dốc bệnh viện vào năm 1979, thì đến tận 30 năm sau vào năm 2006, đạo diễn Kon Ichikawa lại một lần nữa làm lại gia tộc Inugami và vẫn giữ nguyên vai diễn Kindaichi Kosuke cho Koji Ishizaka. Nội dung bản phim này hoàn toàn giống với phần phim cũ năm 1976, gần như không hề có sự thay đổi nào ngoài diễn viên. Điểm khác biệt có thể kể đến là ở đoạn cuối phim, khi mọi người đến chỗ luật sư để tổ chức tiệc chia tay cho Kindaichi, thì anh đã trốn đi trước, nhưng thay vì ra nhà ga, lần này anh lại đi trên một con đường không có điểm kết. Kindaichi quay lại nhìn khán giả, anh mỉm cười chào nhẹ rồi lại tiếp tục bước đi. Đây là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của Kon Ichikawa, cũng như lần cuối Koji Ishizaka thể hiện vai diễn Kindaichi. Nhưng chắc chắn rằng chuyến hành trình của Kindaichi sẽ không bao giờ kết thúc. Và đó là những gì đã diễn ra trong vụ án tại gia tộc Inugami. Nếu bạn muốn theo dõi thêm nhiều vụ án của vị thám tử này thì hãy like, share và đăng ký cho Bubble Rafi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các vụ án tiếp theo.